Adele và Foxy mãi mãi là bạn tốt của nhau. 10 năm sau. Tránh ra đi đồ quái dị. Thật thô lỗ. Sao nóng thế nhỉ? Trường tụi mình ở Sahara à? Mình cần chút khí mát. Cuối cùng cũng có không khí mát mẻ rồi. Em biết là tụi mình có mấy điều hòa mà. Ai quan tâm chứ? Không có ai nhìn đúng không? Peter, tình yêu thầm kín của mình. Adele à, chào bạn. Sao vậy? Này bạn. Cái gì? Bạn dán ảnh của mình trong tủ đồ hả? Bạn phải lòng mình à. Foxy ơi, Peter phát hiện em thích bạn ấy rồi. Bây giờ bạn ấy đang cười nhạo em á. Cuộc sống chấm dứt rồi. Đây là thời điểm để chị tỏa sáng. Chị sẽ biến em thành công chúa nha. Peter sẽ không biết điều gì đã va trúng bạn ấy đâu. Giày cao gót nè. Hôm nay tụi mình học cách đi nha. Chỉ cần uyển chuyển và nhanh như chị nè. Giờ đến lượt em đó. Làm ơn. Không. Được rồi. Em sẵn sàng. Thanh Lịch là tên đệm của em. Em có ý này nè. Nhìn đi. Giày cao gót có bánh phụ nè. Giờ em có thể đi rồi. Em cần fan. Thật vô vọng mà. Bạn ấy có thể mời em chơi trò bắn súng đó. Vậy thì em phải chọn loại vũ khí tốt nha. Mấy cái này sai hết rồi. Màu hồng thì sao nhỉ? Đúng rồi. Trượt mất rồi. Tránh ra. Em sẽ chỉ chị cách bắn nè. Không à. Mình trượt rồi. Nhưng mục tiêu ở phía dưới mà. Nè, vấn đề nằm ở đâu vậy? Đưa mình giải thưởng ngay coi. Tất nhiên rồi. Giải thưởng của bạn nè. Foxy ơi, chúng ta thắng rồi. Không. Đáng quá à. Này Foxy, nhìn nè. Đáng yêu quá đi. Adele à, đưa điện thoại cho chị. Mặt nhỏ xíu à. Nhìn lại mình đi. Nè hai em, cất điện thoại coi. Thay vào đó thì nhìn vào sách đi. Nhìn nè. Thầy giáo bé con nè. Đáng yêu ghê. Không dùng điện thoại nha. Thầy giáo. Chỉ là tưởng tượng mà thôi. Không dùng bộ lọc nữa nha. Adele à. Không. Để bộ móng như vậy là tội ác đó. Để chị làm móng cho em. Nó phải đẹp và gọn gàng nha. Bộ móng dài và tuyệt đẹp của em nè. Không, em cần đi vệ sinh gấp. Mình làm gì với bộ móng dài này đây? Chờ đã. Cái này ở đây. Không hữu dụng xíu nào. Mọi chuyện sao rồi? Em thích bộ móng mới này. Em đây rồi. Đến giờ lớp học trang điểm rồi. Lấy một chiếc cọ nè. Và kẻ một đường eyeliner thật mượt mà nha. Thấy chưa, dễ mà. Được chứ ạ? Không hẳn đâu. Được rồi, cầm chiếc lược này đi. Chỉ cần chải tóc thôi. Và dùng kẹp tóc nữa. cô không? Xin lỗi, em làm hỏng lượt của chị mất tiêu rồi. Vậy son môi đi. Thật hoàn hảo. Em làm tốt lắm. Cảm ơn chị. Cô không. Hả? Không. Ngồi thẳng dậy nào Adele. Và ngồi yên nha. Giờ đi lấy bắp rang bơ đi. Được rồi. Bắt đầu chưa ạ? Em có mọi thứ nè. Của chị đây. Không, chúng ta không cần tất cả đâu. Bắp rang bơ và Pepsi tí hon nè. Quý cô ăn như vậy đó. Ngồi đi. Bắt đầu nào. Đây là cách khiến cho một chàng trai thích mình đó. Đơn giản lắm. Em chỉ cần khiến cậu ta rủ em đi chơi. Nhưng trước tiên, em phải làm cho cậu ấy muốn hôn em. Vì vậy, em phải tán tỉnh, cười và tích cực lắng nghe. Sau một vài cuộc trò chuyện qua điện thoại, cậu ấy sẽ phát cuồng vì em. Hiểu chưa hả? Giờ chúng ta hãy xem em làm thế nào. Thư mời đi cà phê của em nè. Chị sẽ là anh chàng nha. Foxy ơi, mình ở đây. Trông mình như thế nào? Mình đã nỗ lực rất nhiều đó. Không, em đang hòa lẫn với chiếc bàn đó. Đi thay đồ đi. Chào buổi sáng mọi người. Đến lúc sửa soạn rồi. Trang điểm một chút nha. Chỉ mất 2 tiếng thôi à. Giờ mình sẵn sàng rồi. Cái gì? Đến giờ dậy rồi hả? Chỉ cần dụi mắt. Ôi trời. Giờ thì tốt hơn rồi nè. Xong. Ai muốn lên đây cho cả lớp xem bài tập về nhà của mình nào? Foxy à, lên đi. Cố lên. Được rồi, để em lên cho. Adele ơi, cùng xem cây phả hệ của em nào. Nhưng chỉ có một nửa thôi à, phần còn lại đâu? Ở chỗ chị gái em. Lên đây nào Foxy. Đặt cây của hai em lại với nhau đi. Gia đình của tụi mình đây nè. Gia đình bạn lớn cỡ nào vậy? Cho tụi mình biết dưới phần bình luận nha. Wow, Adele ơi, nhìn em đáng yêu quá à. Bạn đã vượt qua khóa học cách để một chàng trai thích mình. Bằng của em đây. Chúc mừng em nha. Và hãy nhớ, không gọi bánh mì kẹp thịt hay cánh gà nha. Hiểu chứ? Chị tự hào về em. Tận hưởng buổi hẹn hò nha. Chào Peter, bạn thích phong cách mới của mình chứ? Nhìn mình có khác không nè? Này, nhìn tóc của mình đi. Tay áo mới à? Không. Son môi mới? Không luôn. Ồ, bạn nhổ lông mày à? Trông ổn đó. Cảm ơn vì bó hoa nha. Phục vụ. Đây là thực đơn của chúng tôi. Cảm ơn nha. Peter ơi, chọn món bạn muốn đi. Chờ chút nha, mình sẽ quay lại ngay. Xin chào. Số của mình nè. Gọi cho mình nếu có thể nha. Nhìn đi Adele, cậu ấy đang tán tỉnh người khác kìa. Cái gì? Trở thành một quý cô thật sự là quá nhiều rồi. Phát động kế hoạch B. Hơi bị lâu rồi đó. Phục vụ. Cho mình bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, cánh gà, pizza, mì ống, hải sản, cơm, súp, salad, lasagna, sushi và tráng miệng nha. Món tráng miệng của bạn đây. Mình no rồi. Món tráng miệng dành cho bạn đó Peter. Tạm biệt. Này em gái, ngồi đi nào. Chị yêu em nhiều lắm. Xem chị tìm thấy gì nè. Cuốn album có ảnh cũ của tụi mình đây. Nhớ xem tụi mình đã luôn có biết bao niềm vui khi bên nhau. Là bạn tốt mãi mãi nha. Bạn thích câu chuyện mới của tụi mình chứ? Vậy thì hãy bình luận bên dưới và cho tụi mình biết bạn thích ai hơn nha, Adele hay Foxy nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của tụi mình, thích video này và nhấn chuông nha. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ WooHoo.